Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với gia đình mình một lần nữa nha. Thì rất là cảm ơn các bạn rất là nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ những cái video chia sẻ về cuộc sống Mỹ của mình. Chẳng hạn như những cái nhu cầu cần thiết nè, những cái video cá khôi nè, những cái video mà giống như là chia sẻ vui, hài hước. Thì hôm nay mình trở lại với các bạn một cái chia sẻ là như vậy, với cái kinh nghiệm mà bản thân cũng như là cái kinh nghiệm của những người thân của mình ha đã trải qua. Thì hôm nay nếu như mà các bạn nào mà lần đầu tiên ghé thăm gia đình mình mà các bạn thấy những cái video này của mình có hữu ích á, thì các bạn nhớ cho mình cái like nha, để là làm động lực. Một like nếu như mà các bạn không thích nhưng mà các bạn thấy là mình còn cái gì đó phải giống như làm cho nó tốt hơn thì các bạn comment cho mình ha, để cho mình biết, để mình có thể rút kinh nghiệm, để mình có thể làm được những cái video hay hơn nữa để đem lại cho các bạn ha. Còn nếu như các bạn nào thích video thì cho mình thumbs up, còn bạn nào chưa có đăng ký video của mình thì nhớ bấm cái nút đăng ký và nhớ bấm vô cái chuông á, để mỗi khi video mình nó ra thì các bạn có thể thấy được ha. Thì hôm nay để không mất thời gian với các bạn thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái đề tài này. Đề tài là có nên mình có nên dạy lái xe cho người thân của mình khi mà người thân của mình mới qua Mỹ hay không, và vì sao? Chẳng hạn như các bạn chẳng hạn như các bạn mới bảo lãnh người thân qua Mỹ, vợ chồng hay là người thân đi du lịch rồi qua ở bên Mỹ, rồi các bạn cần phải cái người đó phải cần có lái xe để đi làm này kia đó, thì các bạn có nên giống như là tự mình ở nhà mà tập cho người thân của mình hay không, và vì sao? Thì mong là các bạn xem hết video này để mình chia sẻ và những cái lý do và vì sao mà mình nghĩ là nên và không nên ha. Rồi, ok, thì cái lý thứ nhất á, thì dĩ nhiên là khi mà mình có người thân mình qua Mỹ hoặc là người thân mình cần cái sự giúp đỡ gì đó, thì dĩ nhiên là người nhà mình là mình muốn tận tay giúp đỡ, mình có những cái biết cái gì, những cái kinh nghiệm gì, dĩ nhiên là mình muốn trao hết cho cái người đó, chỉ hết lại cho những cái người đó cái kinh nghiệm, đúng không? Bởi vì mình cứ bỏ trường hợp mình vô trong đó khi mà mình mới qua Mỹ thì mình không biết gì hết, chân ướt chân ráo thì cũng vậy. Thì khi mà người thân mình qua thì mình cũng muốn, khi nhất là tập lái xe đi ha các bạn ha, thì mình cũng muốn chia sẻ lại những cái kinh nghiệm đó cho cái người thân của mình, và cái đó là cái thứ nhất, là bởi vì mình muốn, mình thương người ta, mình thương cái người thân của mình, là mình muốn tận tâm để mà giúp hết. Cái thứ hai nữa là mình muốn tiết kiệm tiền nữa, đúng không? Bởi vì các bạn biết mà, khi mà các bạn đem cái người đó đi ra mà cái người đó cho một cái trường đó dạy các bạn á, thì phải tốn cũng mấy trăm đồng lận, tùy theo tiểu bang ha, tùy theo thành phố thôi các bạn ha. Rồi, đó là cái thứ nhất. Rồi, nếu như mà làm vậy có tốt hay không, nếu như các bạn nghĩ thì sao? Ok. Rồi, cái thứ hai nữa là nếu như mà các bạn làm vậy theo mình nghĩ á, là nếu tiết kiệm được tiền nè, mình có thể chia sẻ được những kinh nghiệm nè, nhưng mà nó rất là khó luôn á các bạn ơi, mình thấy rồi, mình biết rồi, rất là khó. Chẳng hạn như bố mẹ mình hồi xưa nè ha, giống như là lúc mà bố mẹ mình qua Mỹ đó, là hồi xưa bố mình có bằng lái trước đi, rồi bố mình tập lại cho mẹ mình, hai người cứ cãi cãi quá trời cãi luôn, cãi đến nỗi mà hả bó tay, bố mình bó tay, cho nên phải đưa qua một người khác tập cho mẹ mình chứ không thể tập nữa. Đó là mình, cho nên mình mới biết ha. Rồi, những người mới qua đi, họ muốn, nhất là những cái người mà chưa có lái xe bên Việt Nam á, thì còn dễ, còn những người mà đã lái xe rồi á, mà không biết sao mình thấy có nhiều người khi mà họ mới qua đa số là họ không có nghe mình các bạn, họ hay cãi lại nè, khi mình nói họ hay cãi lại nè, họ nghĩ là họ biết á. Cái này thì mình không phải nói là ai cũng ấy hết, nhưng mà mình thấy, mình cảm thấy là như vậy đó. Thì có thể là khi mà họ ở bên Mỹ một thời gian lâu á, thì cái suy nghĩ của họ hoặc cái nhìn của họ nó khác, thì họ sẽ biết là hồi xưa họ mới qua thì họ cũng như vậy đó. Thì họ, chính vì mình, những người thân trong gia đình mình cũng vậy, cho nên mình nói chứ không phải là mình nói ai hết đó các bạn ha. Nếu như các bạn nào mà ấy thì thông cảm ha, mình không có phải nói chỉ cho người nào hết. Thì thứ nhất là cái người đó không có chịu nghe nè, không có chịu nghe nè. Rồi nếu như mà các bạn, người thân các bạn tập lái xe cho các bạn á, thì nếu với điều kiện là cái người kia phải chịu nghe nè, phải chịu bị la nè ha, phải chịu bị la, bị nạt nộ nè, rồi cái người đó phải không cãi, không có cãi lại nè, và phải
chịu tiếp thu nữa, ok, thì mình mới chỉ được và cái người kia tiếp thu thì mình, hai người mới 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 ok, mới mới giống như là mới vô khớp được thì mới được. Còn nếu như cái người nào đó, một người đó mà cứng đầu nè, không có tiếp thu, cứng đầu và còn cãi lại nè, thì mình nên nghĩ là cái người đó phải nên tìm một cái chỗ trường học nào đó để cho đưa cho cái người đó đi học đi các bạn. Bởi vì nó có nhiều lý do, mình thấy á, rất là, nhất là vợ chồng nè, có nhiều cái cặp vợ chồng mà đến nỗi mà thi lái xe, tập lái xe xong rồi về cãi lộn mà hả, còn thiếu điều mà hả, gây lộn ly dị luôn đó các bạn, là các bạn biết. Bởi vì thường thường vợ chồng thì dĩ nhiên họ thương nhau khi mà họ mình không biết, không có biết là sao, nhưng mà nhiều khi họ thương nhau, họ lên họ ngồi trên xe cái người vợ, thì các bạn biết mà, cái người mà mới lái thì họ sợ thì họ sẽ đạp thắng đạp ga đúng không, còn cái người bên cạnh thì ngồi mà bị bên đây đạp thắng đạp ga thì cũng rất là sợ đúng không, thì bắt đầu mới la, bên đây la thì bên đây la lại, bên đây giật mình bên đây la lại, chứ không phải là gì hết, phản xạ của bên đây là giật mình bị bên đây la cho nên giật mình la lại, ha, la qua la lại hồi cãi lộn đó, rồi khỏi tập xong đi về rồi. Cho nên á, mình nghĩ là nhất là vợ chồng á, là không nên dạy cho nhau thôi các bạn ha. Có thể là xảy ra rất là tranh cãi hoặc là hả nạt nộ rồi hả rồi hả mới qua, có thể là giống như cái những cái người mà họ mới qua, nhiều khi họ có thể là họ bị tự ái nữa, có nhiều tự ái thì nghĩ là ồ cái người này tại sao nạt người này, nộ người này, nhưng mà không phải. Bởi vì khi mà các bạn nghĩ đi, các bạn ngồi trong một cái xe với lại một cái người mà không có rành, khi mà họ đạp thắng đạp ga thì các bạn sợ, thì các bạn giật mình, các bạn la lên là bạn nạt nộ rồi người ta tự ái rồi xong hàng hết phim đó, là vậy. Ok, thì cho nên hả, mình nghĩ là các bạn không nên tập lái xe cho người thân của mình ha. Rồi đó các bạn, cái vấn đề mà cãi vã rồi gây ra gây lộn cho vợ chồng hoặc là hả anh chị em trong nhà thì cái đó là chuyện thường thôi đúng không, mình nghĩ là cái đó là chuyện thường thôi, không có cởi. Nhưng mà cái mà quan trọng nhất là vậy nè, các bạn phải thận trọng, các bạn phải thương bản thân của mình nữa. Bởi vì cái người đó không biết lái xe, bản thân của bạn lên xe ngồi giống như là giao trứng cho ác không, người đó muốn làm gì làm. Tại vì các bạn biết sao, cái xe mà ở nhà mình chạy á, nó không có cái thắng, nó không có cái thắng mà thắng phụ á, ok. Còn những cái xe mà ở ngoài mà người ta chỉ, cái người ta dạy á, những cái trường nó dạy á, thì là nó có cái thắng phụ, cái người bên đây là ngồi họ có thể đạp thắng đúng không, còn cái đây thì ở nhà thì đâu có đâu. Mà mình biết rất rất là nhiều trường hợp xe mới qua chạy đậu đó, chưa có kịp dê ra nữa, chưa có kịp dê ra khỏi cái nhà nữa để mà đi tập á, là đã đâm vô một là hàng rào, hai là cửa sổ, ba là phòng ngủ, bốn là tùm lum la hết. Cho nên hả, rất là nguy hiểm, đạp ga, đạp thắng không đạp mà đạp ga, ha các bạn. Cho nên mình nghĩ á, mình mặc dù mình thương người thân của mình, nhưng mà vì cái safety á, vì cái safety là gì ta, mình không nên tập. Cái thứ nhất là đỡ cho khỏi cái tình trạng mà cãi vã gây lộn với nhau. Cái thứ hai là an toàn cho cả hai thôi các bạn ha. Bởi vì hai cái tánh mạng trên xe rồi chạy xong rồi hả giận hờn nhau, hoặc là hả đạp ga không đạp, đạp thắng không đạp, đạp ga rất là nguy hiểm phải không các bạn. Rồi nếu mà các bạn đem ra cái ngoài trường đó, người ta dạy thì cái đó là hàng ngày người ta dạy rồi. Cho nên những cái luật, những cái này kia người ta có mỗi ngày luôn, thì người ta có thể chỉ lại cho người nhà của mình. Và những cái luật như thế nào nó rất là ok đúng không. Mặc dù mình tốn một chút tiền, nhưng mà mình nghĩ vậy nữa nè các bạn, nhiều khi các bạn đỡ cho những cái người đó họ đi ra ngoài họ học á, họ bỏ ra chút tiền, họ tốn tiền á, thì họ sẽ giống như là chịu nghe lời hơn một chút xíu, chịu nghe hơn một chút xíu, bởi vì họ bỏ tiền ra họ xót đúng không, nó nhiều tiền mà nó đâu có rẻ đâu, họ xót thì phải họ chịu nghe lời, họ không có cãi lại, rồi họ nghĩ là cái người kia là thầy dạy thì không có cãi, không có nói. Còn nếu như các bạn ở nhà các bạn chỉ thì họ sẽ cãi lại, bởi vì họ nghĩ là họ biết nhiều hơn các bạn, rồi họ cãi lại, rồi hồi lên xe là ngồi hai người cãi qua cãi lại, khỏi tập rồi đi về, thấy không các bạn. Đó mà nó không an toàn nữa. Cho nên hôm nay mình mới chia sẻ cái video này, mình nghĩ là mình ngồi mình suy nghĩ đúng rồi ha, mình chia sẻ cái video này với nhiều người đi, với các bạn đi,
thứ nhất là bây giờ mình thấy có rất là nhiều bạn nè, du học sinh rồi những cái bạn mới qua Mỹ, cho nên hả cần đến sự giúp đỡ cũng như là những cái mà tập lái xe rồi trong cái thời gian đầu chân ướt chân ráo, cho nên mình nghĩ là mình chia sẻ cái video này cho các bạn ha. Mong là các cái video này hữu ích cho các bạn, và nếu như mà có bạn nào có suy nghĩ giống như mình á thì các bạn comment nha, coi có phải là các bạn nghĩ có đúng hay không. Bởi vì theo mình nghĩ là như vậy á, bởi vì nó xảy ra cho bố mẹ mình hồi xưa lúc mới qua Mỹ rồi. Còn mình á thì là mình thì bố mình tập nhưng mà mình không có cãi, mình không có cãi lại, cho nên mình không có sao. Nhưng mà ý là giống như vợ chồng hoặc là anh chị em nhau hay gì đó, khó, rất là khó tập cho nhau. Giống như mình biết được là những cái có nhiều người vợ chồng tập cho nhau không được, giống như là bó tay rồi đó các bạn, bó tay rồi bắt đầu mới đưa qua, mới nhờ qua một cái người khác, mới nhờ qua một cái người khác nào đó để mà dạy cho. Nhưng mà đâu phải ở bên Mỹ nào nó cũng khó lắm, mỗi người đều có một công việc của họ, đi làm về rồi là hết thời gian rồi, cái thời gian rảnh của họ thì họ phải làm công chuyện nhà rồi đi chợ đi này kia, họ cũng khó để mà bỏ thời gian ra mà chỉ cho mình, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái họ cũng sợ nữa các bạn, họ ngồi chung với các bạn lái thì họ cũng sợ nữa, không biết các bạn cho họ xuống hố hay nào không hay nữa, đúng không? Cho nên mình nghĩ tốt nhất nếu như mà được á, thì cho an toàn cho cái sinh mạng của mình á, thì mình nên bỏ chút tiền ra mấy trăm đó tùy theo cái tiểu bang, rồi bắt đầu mình cho cái người thân của mình đi học, nó vừa an toàn mà vừa giống như không có ai bị mất lòng ai nữa, đúng không các bạn? Đó thì là như vậy, theo cái kinh nghiệm và cái suy nghĩ của mình thì như vậy đó. Thì hôm nay mong là cái video này hữu ích cho các bạn ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã lắng nghe video của mình. Nếu như các bạn thích những cái video giống như vậy nữa, chia sẻ những cái như vậy nữa thì các bạn comment cho mình ha. Mình biết là những cô chú và anh chị em qua sang Mỹ lâu rồi thì những cái này thì đối với các cô chú thì anh chị em thì không có cái gì hết, nhưng mà đây là mình chia sẻ cho những người mới qua, những cái người nào mà chưa biết hoặc là cần đến thì mình chia sẻ thôi ha các bạn ha. Nếu như có cái gì góp ý thì các bạn góp ý cho mình với, để cái video mình càng ngày càng tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye, chào tạm biệt.